Tổng thống Mỹ lên tiếng vụ bắn hạ vật thể bay tại Alaska. Tổng thống Biden nói Mỹ bắn hạ thành công vật thể bay ở tầng Bình Lưu tại Alaska không lâu sau khi giới chức an ninh tiết lộ sự kiện. Đó là một thành công, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn CNN ngày 10 tháng 2 đề cập vụ bắn hạ vật thể bay trên vùng trời bang Alaska cùng ngày. Nhà Trắng cho biết, ông Biden nhận các báo cáo về vật thể bay lạ vào đêm trước đó, ngay khi Lầu Năm Góc thu thập đủ thông tin. Tổng thống Mỹ ra lệnh khai hỏa dựa theo các khuyến nghị của Lầu Năm Góc. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, vật thể bay được phát hiện vào ngày 9 tháng 2, di chuyển ở độ cao khoảng 12.000 m và được đánh giá là mối đe dọa đối với an ninh hàng không dân sự. Không quân Mỹ đã sử dụng tiêm kích trong đó có F-35 để thu thập thông tin về vật thể bay lạ trong hai ngày 9 và 10 tháng 2. Cả hai lần tiếp cận đều chỉ thu được thông tin hạn chế về mục tiêu, trong đó có kết luận đây dường như là thiết bị bay không người lái. Đánh giá ban đầu cho thấy vật thể này không có thiết bị do so thám, có kích thước nhỏ hơn và mức độ công nghệ thấp hơn khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ vào tuần trước. Giới chức Mỹ chưa rõ nguồn gốc vật thể, nhưng tin đây không phải là thiết bị của Mỹ. Quân đội Mỹ đã triển khai tiêm kích F-22 từ sân bay quân sự Emandorf Richardson tại Alaska, tiếp cận và bắn hạ vật thể bay trong không phận và hải phận Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết F-22 trong nhiệm vụ sử dụng tên lửa M-9X cùng loại được sử dụng để bắn hạ khí cầu Trung Quốc một quan chức tiết lộ vật thể rơi xuống Bắc Băng Dương, gần biên giới Canada, cách bờ biển phía Bắc Alaska khoảng 16 km. Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch thu hồi mảnh vỡ của vật thể. Thưa quý vị và các bạn, theo Reuters đưa tin, ngày 10 tháng 2, theo giờ địa phương, quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay không xác định ở vùng biển Alaska, chỉ một tuần sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Theo đó, tờ Guardian cho biết, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận tiêm kích F-22 đã bắn hạ vật thể không người lái bay qua Alaska, có kích thước ngang chiếc ô tô nhỏ. Ông Kirby cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh quân đội bắn hạ vật thể trên. Hiện mục đích và nguồn gốc của vật thể bay không xác định này vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Pet Reader, tiết lộ vật thể này bay ở độ cao 12m, không giống với khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn rơi ở Nam Carolina vào ngày 4 tháng 2. Tuy nhiên, vật thể này vẫn bị coi là mối đe dọa đối với các máy bay dân dụng. Vật thể này lần đầu được phát hiện vào ngày 9 tháng 2 và bị bắn hạ bằng tên lửa AIM-9X Sidewinder từ tiêm kích F-22 vào 13 giờ 45 ngày 10 tháng 2 theo sở địa phương. Sự việc quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định ở vùng biển Alaska diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Mỹ được lệnh bắn hạ khí cầu Trung Quốc bay qua không phận nước này. Dạ vâng, thưa đại sứ Phạm Quang Vinh. Sau khi xuất hiện thông tin về chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện ở Mỹ, vậy thì ông có bất ngờ về việc Mỹ điều cả máy bay chiến đấu để hạ cái chiếc khinh khí cầu đó không ạ? Trước hết chúng ta phải thấy rằng là đúng là chúng ta có rất nhiều những bất ngờ xung quanh toàn bộ diễn biến của cái câu chuyện vụ kinh khí cầu này cái thứ nhất là cái lạ mà cái bất ngờ ở đây đầu tiên là cái câu chuyện là tại sao một cái hành trình dài như thế gần một tuần ở trong trên lãnh thổ của nước mỹ cái thứ hai nữa là người phía mỹ cũng nói rằng là cái kinh khí cầu này lại là đến ở những vùng rất nhạy cảm và quân sự trong đó có cái vùng sân bay và nơi có các cái vũ khí chiến lược của mỹ ở montana rồi đến câu chuyện là bắn hạ cái câu chuyện uh, bắn hạ cái này và như vậy chúng ta thấy là xung quanh những câu chuyện này nó có rất nhiều những cái mà có thể tác động nhiều hệ lụy không chỉ đến quan hệ giữa hai nước là Mỹ và Trung Quốc mà còn đến thế giới. Một cái thứ hai nữa chúng ta cũng thấy ở đây có lẽ nên chia thành ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu thì dường như là cái kinh khí cầu này đã xâm nhập vào nước Mỹ từ ngày 28 tháng riêng Nhưng phải cho tới mùng 2 mùng 3 mới bắt đầu được công bố một cách công khai khi mà người dân đã phát hiện ra ở Montana và trong cái giai đoạn hai này thì hai bên Mỹ và Trung Quốc cố gắng quản trị nó để giữ được cái chuyến thăm uh, của Ngoại trưởng Blinken đi đi Trung Quốc, uh, phía Mỹ cũng thông báo với phía Trung Quốc, phía Trung Quốc cũng giải thích lại. Nhưng cái giải thích của Trung Quốc nói rằng đây là cái kinh khí hậu đi lạc và là chỉ phục vụ về khí tượng là chính, nghiên cứu là chính thì đã không được chấp nhận và trong nội bộ nước Mỹ cũng có rất nhiều những cái phản ứng ngược lại trái chiều với cái câu chuyện trong quan hệ với Trung Quốc. Và rồi đến cái quyết định là phải bắn hạ cái này. Thì tất cả những câu chuyện đó mà chúng ta thấy là nó có những cái hệ lụy rất khác. Vậy thì cái quan hệ Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng, vốn đã có những bất ổn. Hai bên mong muốn vào đúng cái thời điểm này, mong muốn rằng là có thể quản trị được cái cạnh tranh, những cái khả năng có thể dẫn đến xung đột. Thì chính cái vụ việc này lại là làm đình trệ tất cả. Vậy thì đấy là những cái rất khác biệt của cái sự việc việc lần này. Dạ vâng, thưa đại sứ, khi trả lời câu hỏi có liên quan đến sự việc khinh khí cầu Trung Quốc bay lạc vào lãnh thổ Mỹ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3 tháng 2 cho biết, ở khí cầu dân sự được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng, bị ảnh hưởng bởi gió tây ôn đới và với khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu thì đã bay chạch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến. Vâng, thưa đại sứ, ông có đánh giá như thế nào về lý giải từ phía Trung Quốc? Ông, việc để khinh khí cầu hoặc là một thiết bị do thám nào đó xâm phạm và không phận của nước ngoài như vậy thì có là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc tế hay không ạ? Câu hỏi này có hai vế. Trước hết là có lẽ chúng ta phải ghi nhận uh, lý giải của tất cả, cả hai bên. Phía Mỹ thì nói rằng là bay vào đây do thám và có một cái lộ trình nó rất lạ và kéo dài. Khác biệt với những cái lần xâm nhập trước là chỉ thoáng qua, lần này thì kéo dài gần một tuần và ở những cái vùng rất nhạy cảm và cái hai nữa là cái lý giải của phía trung quốc đây là dân sự đây là nghiên cứu đây là khí tượng và vì rằng những cái năng lực như vậy và vì gió tây như vậy nó lạc vào chúng ta nên được ghi nhận đây là những cái ẩn số và sau này có lẽ những cái giải mã sau này không biết đến lúc nào mới có thể có được là tại sao họ lại có cái kinh khí cầu đi lạc vào đến như vậy nhưng đồng thời ở trong lòng nước mỹ cũng đặt ra nhiều những câu hỏi một là nếu là thu thập tình báo thì đã thu, à, thu thập được cái gì? Tại sao đến vùng nhạy cảm như vậy? Cái thứ hai nữa quan sát từ phía dưới thì người Mỹ cũng nhận thấy rằng là kinh khí cầu có những bộ phận để chụp ảnh, lưu trữ dữ liệu và thông tin thì những cái đó có phải là để để tham báo hay không? Và cái thứ ba nữa nếu bình thường một kinh khí cầu chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và thời tiết nếu đi lạc vào lãnh thổ của một quốc gia khác lâu như vậy thì tại sao phía Trung Quốc không chủ động thông báo trước để có thể hạn chế bớt những cái hiểu nhầm và những cái suy đoán khác biệt lại như vậy. Như vậy là có rất nhiều ẩn số để chúng ta phải phải thấy. Cái điểm thứ hai nữa là liên quan đến chủ quyền quốc gia. Đương nhiên bất cứ một cái vật thể lạ nào của bất cứ một quốc gia nào đi vào lãnh thổ của một quốc gia khác dù ở vì mục đích gì chắc chắn là vi phạm chủ quyền rồi. Chắc chắn là vi phạm chủ quyền và lãnh thổ rồi. Nhưng cái thứ hai là xử lý chuyện này thế nào thì cái câu chuyện ở đây uh, chúng ta cũng phải nghe cái lý giải của các bên nhưng rõ ràng rằng là nếu một tuần và phía mỹ dù đó là cái kinh khí cầu được phía trung quốc giải thích rằng là phục vụ cái hoạt động khí tượng phục vụ cái hoạt động nghiên cứu nhưng ở trên những cái vùng nhạy cảm như vậy thì phía mỹ lại coi đó là một mối đe dọa coi đó là một cái ảnh hưởng đến an ninh đến quân sự của nước mỹ Thế thì cái quyết định bắn hạ nó có cả cái yếu tố về về yếu tố có thể cái này làm tình báo. Có cả cái yếu tố về xâm phạm chủ quyền nước Mỹ mà trong cái tuyên bố của nước Mỹ nói rất rõ cái này. Và có cả cái yếu tố nội bộ. Nếu phía chính quyền không làm thì áp lực của trong lòng nước Mỹ bao gồm cả Đảng Cộng Hòa là phía đối lập họ sẽ áp lực rất nhiều. Thế thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải chờ thêm những cái thông tin kể cả những cái mà thu lượm được những cái mảnh vụn của cái kinh khí cầu này xem có giải mã được gì thêm nhưng chắc chắn có rất nhiều những cái ẩn số và câu hỏi ở đây. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đại sứ ạ thưa quý vị vụ việc phi cơ mỹ bắn hạ khinh khí cầu đã thu hút được sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế trong bối cảnh mỹ trung đang cố gắng giữ liên lạc để giải quyết những bất đồng hiện tại thì sự việc khinh khí cầu của trung quốc xuất hiện ở mỹ thực sự rất đáng tiếc các chuyên gia về quốc phòng nhận định sự việc trên dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã tạo ra căng thẳng không đáng có giữa mỹ và trung quốc